Chào các bạn, rất vui chúng ta quay lại cái buổi livestream tối hôm nay. Đã rất là lâu rồi đúng không? Trước lễ và mình rất là bận rộn, mình không có livestream được. Và tối hôm nay mình quay lại với bạn cái chủ đề livestream 10 cách để chúng ta xây dựng và thiết lập mối quan hệ. Và hôm nay là cái chủ đề nó khá đặc biệt. Điều mà bắt buộc đúng không các bạn? Bắt buộc. Nếu mà chúng ta không có khả năng xây dựng mối quan hệ thì gần như là chúng ta rất khó để thành công trong cuộc sống. Thậm chí chúng ta làm một cái công việc nhỏ nhoi thôi chúng ta cũng khó nữa, chứ đừng có nói là làm cái công việc gì đó rất to lớn, đặc biệt là làm ăn kinh doanh. Các bạn nào là làm ăn kinh doanh thì các bạn phải chọn cái con đường xây dựng mối quan hệ. Và cái việc xây dựng mối quan hệ nó được xem đó là một cái nguồn vốn. Nó là nguồn vốn trong kinh doanh. Chúng ta thiếu cái nguồn vốn này thì chúng ta rất là khó khăn khi chúng ta đã làm kinh doanh. Và đây là cái chương trình livestream cũng mới bắt đầu thôi, vào cuối tuần, nên chúng ta gặp, chúng ta chào, chúng ta làm quen nhau đi các bạn ơi. Thứ nhất là chúng ta làm quen nhau, chúng ta giới thiệu về chúng ta. Ngoài cái việc các bạn xem livestream, các bạn nhận được những cái chia sẻ từ cái livestream này, thì cái thứ hai các bạn cũng giải quyết được, đó là các bạn làm quen với những người đang xem livestream này. Và chúng ta còn có cơ hội kết nối nhau khắp mọi miền đất nước. Và chúng ta hãy giới thiệu về chúng ta. Các bạn ở đâu, các bạn làm công việc gì, các bạn làm ngành nghề gì. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình qua livestream này thì các bạn comment số 1 xuống. Vì sao các bạn phải comment số 1? Bởi vì sau khi xem livestream xong mình sẽ biết, mình sẽ tương tác với bạn sâu hơn. Chào bạn Thụy, lâu quá chưa gặp bạn Thụy, chào bạn Trung. Chào thầy. Chào tất cả mọi người, rất vui kết nối với tất cả mọi người, rất là tuyệt vời. Và các bạn giới thiệu các bạn làm ngành nghề gì, các bạn cũng có thể là giới thiệu lĩnh vực các bạn đang kinh doanh lên trên cái livestream này để mọi người cùng nhau biết, và biết đâu thông qua livestream này chúng ta lại kết hợp với nhau được, chúng ta làm ăn với nhau được. Và bước tiếp theo, các bạn cũng hãy chia sẻ cái livestream này đến nhà các bạn để giúp cho những người quen của bạn, tất cả những người xung quanh bạn, họ kết nối, họ xem livestream này và họ có một chút xíu cái gì thay đổi thì nó rất là hữu ích. Chào bạn Tường Lam, rất vui bạn là lần đầu tiên mình biết đến bạn, sau đây trên này mình sẽ kết nối với bạn. Vâng, và bây giờ mình sẽ đi thẳng vào. Chào bạn Trâm Thúy, tuyệt vời, rất vui biết em. Hãy comment số 1 xuống nha các bạn. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì comment số 1 xuống. Vâng, và để chúng ta tiếp tục thì các bạn đi thẳng vào chương trình liền. Và các bạn hãy nhớ là chia sẻ livestream này về nhà các bạn đi. Chào bạn Nguyễn Thanh Hương, em đã chia sẻ livestream này chưa? Vậy thì cái cách thứ nhất các bạn ghi vào. Cái cách thứ nhất, chào bạn Tống Thống Quảng, bạn hình như là mình biết bạn rồi mà. Cái cách thứ nhất là các bạn phải luôn mang theo danh thiếp bên mình. Chào bạn Minh Tuấn, ok. Tuyệt vời, chào bạn Vân Nhi, tuyệt vời, chào bạn Ngọc Huyền. Chào bạn Đinh Hùng. Vâng, hãy đi ra ngoài đường là chúng ta hãy mang theo cái danh thiếp. Dù bạn chưa làm kinh doanh cái gì thì bạn cũng phải mang theo cái danh thiếp. Cái nem cạc, có người thì nói cái nem cạc, có người thì nói danh thiếp tùy. Và nếu các bạn đã là người kinh doanh rồi, các bạn có chức danh, chức phận rồi mà các bạn mang theo danh thiếp nữa thì cái cơ hội tuyệt vời. Dù ngày hôm nay mạng xã hội phát triển, chúng ta có Facebook, chúng ta có Zalo, chúng ta rất dễ tương tác với mọi người, nhưng cái danh thiếp nó là một cái gì đó mà nó vẫn cứ luôn hiệu quả và nó vẫn cứ luôn hiệu nghiệm. Khi bạn mang danh thiếp thì bạn trao danh thiếp cho những người chúng ta gặp, những người làm quen thì họ lưu cái danh thiếp này cho bạn vi phạm. Đúng rồi, ngày mai chúng ta sẽ học nhau. Và chính cái danh thiếp này cho mọi người, họ lưu bạn lại, họ nhớ bạn lại. Các bạn thấy mọi người họ luôn có một cái thẻ danh thiếp và họ cần họ lưu lại. Bản thân mình đi ra ngoài, mình cũng hay có cái nhận danh thiếp của các bạn, và mình về cũng chính cái danh thiếp của các bạn đó mình đưa vào cái phần mềm quản lý của mình. Mình có một cái phần mềm quản lý khách hàng, thì mình đưa các bạn vào một cái phần mềm quản lý gọi là những cái khách hàng tiềm năng, để mình gửi cái thông tin. Mình gửi SMS, mình gửi qua email, thông qua số điện thoại đó mình tìm được Facebook của các bạn, mình tìm được Zalo của các bạn để mình kết nối. Bởi vì thường thường một cái cuộc kết nối chúng ta nói chuyện rất là nhiều thứ, chúng ta kết nối rất là nhiều nhiều thứ, đôi khi về chúng ta quên. Nên là
đi ra ngoài đường là chúng ta phải mang theo cái danh thiếp, mình đi đâu mình cũng mang theo cái danh thiếp. Không những mình mang theo danh thiếp mà mình còn mang theo những cái phong bì thư, những cái mà mình gửi được khách hàng. Hiện tại mình có sách thì mình đi ra đó. Mình hay mang theo sách nữa để mình tặng cho những nhân vật rất là quan trọng, bởi vì cái danh thiếp, cái quyển sách là cái cầu nối đầu tiên, cái cầu nối đầu tiên để chúng ta gì ạ? Chúng ta tạo thiện cảm cho khách hàng, để nó có được thông tin khách hàng, và cũng thông qua cái danh thiếp đó chúng ta có được gì ạ? Chúng ta có được cái thông tin khách hàng. Vậy thì các bạn nhớ trao danh thiếp cho khách hàng, các bạn nhớ trao hai tay nhé. Và các bạn nhận lại thì các bạn cũng nhận hai tay, và các bạn nhớ cất vào trong cái hộp danh thiếp thì rất là tuyệt vời. Còn không thì các bạn cất vào trong cái túi, hoặc là các bạn cất vào trong cái túi sách của mình, cất vào trong cái quyển tập của mình. Chứ có nhiều bạn cầm xong dò rồi quăng đi mất, không được, như vậy thì nó mất lịch sự lắm. Có nhiều bạn cầm xong cái nhét vào cái túi quần, nó mất lịch sự quá, nó không có hữu ích chút xíu nào hết. Nó là cái yêu cầu đầu tiên mà các bạn phải đi ra khỏi nhà là các bạn mang theo gì à? Các bạn comment xuống, mang theo cái gì? Mang theo danh thiếp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hồi nãy giờ mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái livestream này rất là đông. Các bạn cứ comment xuống giới thiệu họ tên của mình xuống. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta luôn mang theo cây viết và quyển sổ nhỏ. Mình luôn có cái quyển sổ nhỏ, các bạn thấy không ạ? Mình luôn có cái quyển sổ nhỏ này. Và trong quyển sổ nhỏ này mình ghi nốt rất là nhiều thứ trong này. Chào các bạn, bạn nào lần đầu tiên xem livestream của mình, lần đầu tiên biết mình, thì các bạn như thế nào à? Các bạn comment xuống số 1 đi, để gì à? Để sau cái cuộc livestream này mình kết nối, mình tương tác với các bạn. Bạn nào đã biết mình rồi thì các bạn giới thiệu về các bạn để cho mọi người cùng biết về các bạn. Nhanh lên các bạn ơi, chúng ta đừng có xem và chúng ta đừng có im đó. Chúng ta luôn đi ra ngoài, chúng ta luôn mang theo cái cây viết và cây viết. Nếu mà bạn là giám đốc thì bạn có cái cây viết đẹp hơn. Mình cũng có cái cây viết đẹp hơn. Và cái quyển sổ nhỏ này để làm gì thứ nhất, nếu mà bạn là giám đốc mà bạn xem cái gì bạn mang một cái cây viết rất là đẹp thì nó thể hiện cái sự trang trọng, cái sự trang trọng của bạn thôi. Còn nếu không phải thì bạn cái cây viết bình thường cũng được, không quan trọng. Và bạn luôn gì mang theo cái quyển sổ đó gì để khi cái cuộc nói chuyện gần cần những cái gì thì chúng ta cần nốt lại. Mỗi lần đi ra ngoài, các bạn nên nhớ, mỗi lần đi ra ngoài mình gặp bất kỳ ai và khi mình nói chuyện với họ mình thấy có rất là nhiều thông tin rất là hay mà mình quên ghi lại đi, mình quên nốt lại đi. Cái bộ não của con người, cái trí nhớ của con người nó không có kịp nhớ. Có những đôi khi mình ra ngoài mình quên mang theo quyển sổ thì mình mở cái điện thoại. Ngày hôm nay cái điện thoại smartphone nó rất là tuyệt vời. Mình mở cái điện thoại ra, mình như thế nào các bạn không? Mình nốt lại những cái điểm mình cần nốt. Vậy thì cái cây viết và cái quyển sổ đó, thứ nhất là nó giúp cho bạn ghi lại những cái bài học, những cái gì bạn đúc kết từ khách hàng, những cái lời hứa bạn gì với khách hàng, những cái gì khách hàng họ trao đổi lại với họ, dù đó là người lạ, nó vẫn rất là hữu ích. Bản thân mình cũng vậy, mình phải luôn nốt chứ chúng ta không nhớ được. Và khi bạn nốt nó như vậy, cái chuyện gì nó xảy ra thì tất cả những người đó họ rất quý bạn, họ rất trân trọng bạn, bởi vì bạn rất là tập trung vào họ. Bạn nghe cái cuộc nói chuyện của họ. Và mỗi lần bạn nói chuyện với họ, bạn ghi, bạn chép, bạn nốt lại thì ai cũng thích hết. Thật sự là ai cũng thích hết, vì thấy bạn làm việc rất là nghiêm túc, bạn rất là trang trọng. Vậy là vừa rồi mình chia sẻ các bạn cái số 2. Đôi khi chúng ta xây dựng mối quan hệ, các bạn tưởng là xây dựng mối quan hệ là có cái gì đó nó rất là ghê gớm, nhưng mà thật sự từ những việc rất là đơn giản, từ những việc nhỏ nó như vậy thôi, chúng ta có mối quan hệ lớn. Tại sao chúng ta phải xây dựng mối quan hệ? Nếu mà các bạn đang làm ăn mà các bạn không biết cách xây dựng mối quan hệ, các bạn không có mối quan hệ thì các bạn làm ăn cái gì? Mình luôn nói các bạn, tất cả các cái dòng tiền lớn, tất cả những cái mối làm ăn lớn nó đều đến từ cái mối quan hệ. Nếu chúng ta không có mối quan hệ, chả ai giao cái hợp đồng cho chúng ta hết. Và nếu chúng ta không có mối quan hệ, chả ai mà đưa một cái đơn hàng rất là lớn cho chúng ta hết. Nên là chúng ta mà không có cái khả năng xây dựng mối quan hệ thì làm sao mà chúng ta đòi chúng ta làm kinh doanh được.
À, kể cả các bạn làm công và bạn muốn thăng quan tiến chức thì bạn cũng phải biết cách xây dựng mối quan hệ với người khác. À, cái đây là cái điều tiên quyết thôi. Mỗi người chúng ta biết trên đời này, mỗi người chúng ta gặp họ, họ đều chứa một cái bí mật gì đó, họ đều biết một cái gì đó mà ta chưa có biết. Các bạn đồng ý ra điều này không ạ? À, nếu bạn đồng ý thì các bạn comment xuống và các bạn nói rằng là chúng ta cần phải xây dựng mối quan hệ, chúng ta cần phải thiết lập mối quan hệ gắn bó hơn nữa và phải duy trì được cái mối quan hệ đó. À, bạn nào hồi nãy giờ xem livestream của mình mà các bạn chưa chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn thì các bạn chia sẻ đi. Tại sao các bạn lại không chia sẻ? Rồi để các bạn nhớ cái Facebook của mình, các bạn vào Facebook của mình. Hồi nãy giờ các bạn có đọc cái bài viết hôm nay mình viết với chưa? Hồi nãy mình mới viết cái bài viết xong và sau khi xem livestream này, các bạn vào các bạn đọc cái bài viết của mình là thành công hay thất bại nó nằm ở chính con người của bạn. Mới hồi chiều mình viết ra cái bài viết đó. À, và các bạn nào theo dõi Facebook mình thì các bạn cũng sẽ phát triển, cứ nghĩa là các bạn đã xây dựng cái mối quan hệ đối với mình rồi. À, và trên cái mối quan hệ đó nó giúp cho bạn phát triển hơn. À, bạn sẽ học ra được rất là nhiều thứ. À, vậy là cái thứ hai vừa rồi mình nói các bạn là đi ra ngoài đường chúng ta phải mang theo gì ạ? Chúng ta mang theo cây bút và cái quyển sổ nhỏ, chúng ta phải luôn mang cái bút và quyển sổ. Cái thứ ba, đi ra ngoài đường, cái thứ ba, đi ra đường là chúng ta phải tươm tất và gọn gàng. Đã đi ra đường là chúng ta phải tươm tất và gọn gàng. Các bạn thấy để ý, các bạn để ý mình, mà đi ra đường lúc nào mình cũng mang theo một cái túi xách đó. Trong cái túi xách đó làm gì? Mình bỏ toàn bộ những cái việc cần thiết cho cái công việc làm đó, nó nằm ở trong túi xách đó. Thường thường là mình bỏ nem cạc trong túi xách đó nè. Thường thường là nó có những cái viết trong túi xách đó nè. Thường thường là nó có quyển tập, quyển sổ mình ở trong cái túi xách đó nè. Nó có những cái quyển sách của mình đó, mình xách theo túi xách và để mình ghi. Và khi khách hàng đưa mình cái gì, gửi gì, mình có những cái mẫu ở trong cái túi xách đó nè, để chúng ta mới có thông tin, chúng ta nói chuyện với khách hàng được. Đi ra đường thì quần áo chúng ta phải tươm tắt, không có phải là xí soạn mà chúng ta phải tươm tắt. Mặc đồ, quần áo, giày dép là phải tươm tắt. Kể cả những bạn mà các bạn đi xe máy, những bạn đi xe máy thì mình thấy có những bạn thì rất là tươm tắt mà cái xe máy thì nó dơ quá. Nó dơ, xe máy nó dơ đi mấy tháng rồi không rửa, kinh khủng, không thể hình dung được. Người thì rất là tươm tắt mà cái xe máy thì nó không tươm tắt gì hết, vậy thì không được. Nó là người ta sẽ đánh giá được cái con người bạn qua cái tác phong, qua cái con người của bạn. Nó là đi ra đường thì chúng ta cần phải tươm tắt. Bạn không cần phải xí soạn đồ gì hết nhưng mà bạn cần phải tươm tắt, vì cái sự tươm tắt, cái sự gọn gàng và cái sự chuẩn bị chu đáo nó luôn là gì ạ? Nó luôn là một cái sức mạnh rất là vô hình. Sức mạnh nó rất là mạnh mẽ để cho mọi người như thế nào mọi người có cảm tình về bạn. Mọi người họ biết rằng thông qua cái phong thái của bạn, thông qua cái cách của bạn thì bạn là con người làm việc đâu ra đó. Bản thân mình cũng vậy, nếu mà mình gặp người nào mà họ lượm thưởng quá, họ lết phết quá thì rõ ràng là nó có một cái gì đó nó không có ổn chút xíu nữa đó. Nó là cái thứ ba là chúng ta phải tươm tắt và gọn gàng. Các bạn nốt vô đi, tương tác và gọn gàng. Cái thứ tư là chúng ta phải tự tin trong giao tiếp. Các bạn ghi vô, thứ tư là chúng ta tự tin trong giao tiếp. Nếu bạn nào đó mà có cái thói quen giao tiếp mà không tự tin thì các bạn phải luyện cái việc này. Chúng ta có miệng là chúng ta phải nói được, chúng ta có miệng mà chúng ta không nói được thì chúng ta đã thất bại ngay từ đầu rồi. Chúng ta thất bại ngay từ đầu rồi. Các bạn đồng ý ra điều này không ạ? Chúng ta có miệng là chúng ta phải nói được. Chúng ta phải có khả năng giao tiếp. Nếu các bạn có miệng mà các bạn không nói được thì bạn trở thành gì ạ? Thì người khác họ sẽ nói chuyện, họ sẽ lấn át bạn. Và bạn sẽ chịu rất là nhiều thiệt thòi, bạn sẽ rất là ấp ức. Và bởi vì sao bạn bị người khác đè nén. Có những bạn mà do cái ngôn ngữ của bạn, ví dụ có những bạn ở miền Trung đi, có thể là ở Thanh Hóa, ở Nghệ An hoặc là ở Quảng Trị đó, cái giọng nói của bạn nó rất là nặng. Mà các bạn đi vào Sài Gòn này thì mình không có nói là bạn đổi tiếng đổi giọng hết, nhưng mà bạn phải đổi lại cái giọng một chút xíu để nói chuyện, để làm sao cho người ta nghe. Một trong những cái điều tiên quyết là người ta phải hiểu mình. Các bạn có đồng ý đây này, nếu mà các bạn giao tiếp mà người ta không hiểu mình, bạn nói mà người ta không hiểu mình thì người ta không thèm nói chuyện với bạn nữa. Các bạn đồng ý ra điều này mà. Người ta không thèm nghe các bạn nữa.
Tại vì giao tiếp mà các bạn bị cản, nên là một cái điều rất là cơ bản là chúng ta phải luyện được cái kỹ năng giao tiếp của mình, phải nói được. Ở đây mình không nói là các bạn nói cái giọng hay, mình cũng nói là các bạn phải bỏ đi cái giọng đặc trưng quê hương của các bạn, không nói vậy. Nhưng các bạn phải đảm bảo rằng bạn nói cái gì thì người đối diện nghe được. Chứ phải họ hỏi đi, họ hỏi lại, họ hỏi đi, họ hỏi lại mà họ không biết rằng bạn đang nói cái gì. Thì cái điều đó nó rất là vô lý. Và có nhiều bạn thì không tự tin. Ra gặp người lạ là không tự tin, là rất là rụt rè, rất là nhút nhát. Cuốn sách khởi nghiệp của thầy, cách giao tiếp của thầy rất tuyệt vời. Em đã thấy ở thầy. Cảm ơn bạn Phạm Anh Nguyên. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Vậy thì các bạn nên nhớ ra một điều rằng là chúng ta phải tự tin trong cái cách trao đổi, trong cái cách nói chuyện, trong cách chia sẻ. Nếu mà các bạn làm không được điều này thì các bạn phải luyện. Không có ngồi lý do gì hết. Phải luyện. Phải tập luyện. Tập luyện này. Mà cũng như live stream này, các bạn cũng phải luyện. Các bạn phải gì ạ? Phải đi gặp người A, người B, cái gì cũng vậy. Càng làm nhiều thì chúng ta càng rành. Không ai tự nhiên giỏi hết. Không phải là những người họ giao tiếp giỏi, tự nhiên họ lớn lên họ giỏi đó. Họ làm nhiều, họ thực hiện cái việc đó nhiều. Thì tự nhiên họ giỏi, cái đó là cái cách tốt nhất. Không phải là chúng ta sinh ra chúng ta biết lái xe, chúng ta luyện tập nên chúng ta biết lái xe. Không phải sinh ra chúng ta biết nói ngoại ngữ, chúng ta phải luyện tập nên chúng ta nói ngoại ngữ. Chúng ta không phải sinh ra là chúng ta biết làm kế toán, chúng ta phải học và luyện rất nhiều chúng ta mới làm được kế toán. Thì giao tiếp cũng vậy, đó là một cái kỹ năng mà chúng ta luyện là chúng ta làm được, chứ không phải nói là em có khả năng giao tiếp. Chúng ta không có nên nói nó như vậy được. Nên là cái thứ tư là cái gì các bạn ơi? Chúng ta phải rất là tự tin trong cái khả năng giao tiếp và diễn đạt. Và nếu chúng ta chưa có thì chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải luyện, phải tập luyện. Chúng ta không có lý do. Chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải làm xuyên, chúng ta phải cầu tiến và chúng ta phải trả giá cho những cái việc đó chứ. Nó là nghề đẻ ra nghề. Ok, cảm ơn bạn Tuấn rất là nhiều. Cảm ơn bạn Trung Nguyễn, tuyệt vời. Các bạn đã chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn chưa? Các bạn đã chưa chia sẻ thì các bạn hãy chia sẻ đi. Thứ nhất là bạn nhớ. Cái thứ hai là bạn góp phần làm cho rất là nhiều người họ cũng nghe cái livestream này. Và họ như thế nào họ cũng hiểu và họ cảm nhận và họ biết được. Bạn nào lần đầu tiên xem livestream của mình thì các bạn comment số 1 xuống để mình biết về các bạn. Để sau livestream này mình kết nối với bạn. Bạn nào đã biết mình rồi thì các bạn giới thiệu về các bạn đi để cho mọi người cùng biết. Ok chưa? Cái thứ năm, các bạn ghi vào. Cái thứ năm là các bạn không được bỏ sót những cái thông tin nào khi chúng ta nói chuyện với khách hàng. Thứ năm, các bạn ghi vô đi. Thứ năm là chúng ta không có bỏ sót bất kỳ một cái thông tin nào khi chúng ta nói chuyện với khách hàng. Đó là lý do. Bởi vì sao các bạn muốn hiểu về khách hàng thì các bạn không được bỏ sót. Cảm ơn bạn Trần Nhật Tuấn. Bạn nào lần đầu tiên biết mình qua cái livestream này thì các bạn comment xuống số 1. Rất nhiều bạn comment số 1 đó, rất là tuyệt vời. Các bạn nhớ tương tác với mình nha. Các bạn nhớ vào Facebook mình, nhớ follow cái Facebook của mình nha. Bạn nên nhớ một điều rằng chúng ta không được bỏ sót những cái thông tin mà khách hàng đã trao cho chúng ta. Người ta rất là ghét và người ta không có thích. Người ta hoàn toàn không có thích những cái người mà người ta đã nói rồi mà bạn lại không nhớ. Lần sau bạn gặp lại bạn hỏi, rồi bạn lại hỏi đi hỏi lại. Người ta không có cái cảm tình đó. Mình ví dụ với các bạn thôi. Ví dụ có một người bạn hẹn với một người khách nào đó, đúng không ạ? Mà họ đến trễ và họ nói rằng xin lỗi bạn, mình đã hẹn với bạn mà mình lại bỏ trễ rồi, mình đến trễ rồi, bởi vì mình mới đưa con đi học và đường kẹt xe nên bây giờ mình tranh thủ mình tới đây mình cũng gặp. Vậy thì qua cái thông tin khách hàng trao cho mình đó, mình cảm nhận ra việc gì? Các bạn cảm nhận ra là cái người đàn ông này ổng rất là tuyệt vời, bởi vì ổng quan tâm đến gia đình, ổng quan tâm đến con ổng nên ổng mới đưa con đi học. Nghĩa là nếu mà cái chủ đề mình nói chuyện với người này đó là mình phải nói về con, mình sẽ hỏi thăm về con họ, mình sẽ quan tâm đến con họ hơn, thì họ như thế nào họ sẽ thích mình hơn. Các bạn đồng ý ra điều này mà đó
chỉ cần một cái thông tin nó rất là đơn giản, nó như vậy thôi. Bạn đã biết cách, bạn đi vào thế giới của khách hàng. À, một trong những cái sai lầm của rất là nhiều người là khi chúng ta giao tiếp, chúng ta quên đi cái thông tin của khách hàng. Những cái thông tin khách hàng họ trao cho chúng ta đó, nó vô cùng quý. Nó là có cây viết với cái tờ giấy để gì, để nốt lại khách hàng. Và các bạn biết tuyệt vời cái gì mà khách hàng họ rất là vui. Sau đó bạn gặp lại và bạn nhắc một cái chi tiết nào đó mà bạn nhớ về cái thông tin khách hàng, và bạn nói với họ rồi họ vui và họ quý các bạn kính lắm. Họ quý bạn không thể tưởng tượng được. Mình ví dụ có một bạn, bạn đó là bạn làm bên bao bì, bạn là người Quảng Ngãi, bạn làm bên bao bì. Và một cái thông tin bạn nói mình cách đây đã 4 năm về trước rồi. Bạn nói là bạn hồi kia ở quê bạn như cái cô gái lọ lem vậy á, ABC chấm 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 chấm. Thì hôm đó mình thấy bạn ở trên Facebook, bạn kể về câu chuyện của bạn, và mình xuống mình nhắc một cái thông tin. Mình chỉ nói là mình nhớ em, hồi kia em được ví von như cái cô gái lọ lem ở quê mà. Ôi trời ơi, cái bạn đó các bạn biết không? Bạn nói trời ơi, sao mà thầy còn nhớ em? Tại sao cái câu chuyện nó đã 4 năm trước mà thầy còn nhớ cái chi tiết này? Em ngưỡng mộ cái trí nhớ của thầy quá. Không phải là mình nhớ dai đâu các bạn không phải là mình nhớ dai, mình nói các bạn mình không có nhớ dai. Nhưng mình luôn chú tâm tới cái việc gì cái người tương tác với mình á, họ trao cho mình những cái thông tin gì thì mình cố gắng mình ghi lại, nhớ lại, để khi cái tình huống đó cần á thì chúng ta nó như thế nào chúng ta gửi cái thông tin đó đến cho khách hàng. Đó, nó là một trong những cái điều mà chúng ta để xây dựng mối quan hệ tốt, là chúng ta phải luôn ghi nhớ những cái thông tin khách hàng họ đã trao cho chúng ta. Các bạn thấy không vậy là vừa rồi mình chia sẻ với bạn điều thứ năm. Các bạn thấy cái điều này nó có tuyệt vời không nếu mà tuyệt vời thì các bạn như thế nào các bạn comment xuống và các bạn nói là điều này nó vô cùng tuyệt vời. Bạn Minh Tuấn, thầy dạy tụi em cách tạo năng lượng của thầy đi ngồi trong lớp nhìn thầy năng lượng quá. Ok, bạn đi học thì trong lớp mình sẽ nói thôi. Bạn Tuấn ơi, mình đang chia sẻ cái cách xây dựng mối quan hệ mà làm sao sàng qua cái chỗ mà tạo năng lượng được em. Cái gì nó ra cái đó em. Ok chưa? Vâng, và mình rất là tuyệt vời khi các bạn đã xem cái livestream này, và càng ngày các bạn xem càng đông. Nếu các bạn chịu chia sẻ, mời bạn bè của mình lên, và hơn 100 người xem nữa thì nó tuyệt vời nữa các bạn Bạn nào chưa kết bạn với mình thì các bạn vào, các bạn hãy kết bạn, kết nối với mình đi. Và bây giờ các bạn dành cho mình một phút quảng cáo nhé. Hồi nãy giờ livestream còn 5 yếu tố nữa, mình mới có nói 5 yếu tố còn 5 yếu tố nữa. Vậy thì các bạn dành cho mình một phút mình quảng cáo đi. Hồi nãy giờ mình chưa giới thiệu về mình. Mình mới giới thiệu với các bạn, mình tên là Nguyễn Thái Duy. Và hiện tại thì mình khoảng 42, 43 tuổi. Mình là người Khánh Hòa, mình đến từ tỉnh Khánh Hòa. Nhưng mà hiện tại thì mình ở thành phố Hồ Chí Minh rồi, mình vào thành phố Hồ Chí Minh 20 mấy năm rồi. Mình là người nói Cà Lâm nha các bạn. Mình là người nói Cà Lâm. Nên là có nhiều bạn lên xem cái livestream của mình, lên xem trên YouTube của mình, các bạn nói cái ông này ông nói cà giật. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình nói cà giật đúng bởi vì mình là người nói Cà Lâm. Mình nói Cà Lâm từ lâu rồi, từ xa xưa rồi. Bây giờ mình livestream hoài nên mình đỡ đó các bạn ơi. Và mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân Bee Training. Bee Training, cái đọc là Bee Training. Bee Training mình đọc theo cái từ tiếng Anh Bee Training. Và cái khóa học nổi tiếng mình thành lập nó năm 2009. Ok chưa? Chuyên giúp các bạn, đào tạo các bạn ra làm chủ doanh nghiệp, làm kinh doanh. Mình chỉ chia sẻ những cái điều này thôi. Cái khóa học nổi tiếng của mình là làm chủ doanh nghiệp, cách khởi nghiệp từ tay trắng. Và cái đây là cái địa chỉ của trung tâm của mình, các bạn thấy số điện thoại không? Cái website bitraining.org, cái địa chỉ, cái số điện thoại. Và đây là mình là tác giả của ba cái quyển sách này. Cái quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Cái quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, chia sẻ cho bạn 101 bài học ở trong kinh doanh. Và cái quyển thứ ba là Bì Dân Đồ Quay, cái quyển này tiếng Anh chúng ta bán ở nước ngoài. Vâng, rất là tuyệt vời. Ngay bây giờ nếu bạn nào mà trên khắp mọi miền đất nước á, các bạn mua hai cái quyển sách tiếng Việt của mình đó, thì hai quyển sách nó sẽ được gửi đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước. Gửi đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước. Hai quyển sách là 210.000, nó đúng cái giá bìa luôn. Và mình trong giai đoạn này mình free ship cho các bạn. Mình free ship 100% cho các bạn. Cái free ship về nhà các bạn nó khoảng 50.000 á, trên khắp mọi miền đất nước. Bạn nào muốn mua sách rất là đơn giản, bạn chỉ
comment số điện thoại xuống, inbox cho mình số điện thoại, sách sẽ được giao về đến nhà. Và các bạn nào mà sở hữu hai quyển sách của mình thì các bạn được add vào một cái group. Cái group này là cái group bí mật dành cho những người như thế nào à? Những người có sách, sở hữu sách. Và vào group này mình sẽ chia sẻ cho bạn sâu hơn, mình có những cái bài viết sâu hơn mình chia sẻ trong đó, những cái live stream mình sẽ đưa vào trong đó. Các bạn hỏi mình những câu hỏi về kinh doanh mình sẽ chia sẻ ở trong đó, và các bạn có cơ hội kết nối rất là nhiều người trên khắp mọi miền đất nước này về kinh doanh. Cái đó là cái sự tuyệt vời của những bạn được mua quyển sách này. Vậy bây giờ các bạn muốn mua sách thì các bạn cứ comment số điện thoại xuống, bạn nên là em cứ comment số điện thoại xuống thì sách sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Tiền các bạn không cần gửi trước, cái người các bạn gửi cho người giao sách cho bạn á, khi mà họ tới nhà bạn họ giao sách cho bạn thì bạn gửi tiền cho họ, rất là đơn giản, nó như vậy thôi. Ok chưa? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn nào mua sách thì cứ comment xuống. Ok chưa? Cảm ơn các bạn. Và bây giờ mình nói tới cái điều số 6. Các bạn có sẵn sàng để mình nói chưa? Điều số 6. Hồi nãy giờ mình bạn Trâm Thúy, em muốn mua sách thì em cứ comment số điện thoại xuống, ngày mai thì sách sẽ được giao đến nhà em thôi. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Vậy thì cái thứ 7, cái thứ 6 chứ. Hồi nãy giờ mình nói tới cái số 6 rồi. Bạn nào có sách mà chưa vào group thì các bạn hãy nói xuống và mình gửi cho các bạn đường link. Và trong đường link thì các bạn sẽ trả lời những câu hỏi. Các bạn trả lời câu hỏi xong thì các em nó sẽ add bạn vào group. Các bạn nào không trả lời được câu hỏi thì các em nó không có add các bạn vào group đâu. Tiếp tục mình sẽ nói cho các bạn tiếp. Mình sẽ nói cho các bạn tiếp. Điều thứ 6 này là chúng ta luôn tìm cách. Luôn tìm cách gì ạ? Điều thứ 6 ghi vô. Chúng ta luôn tìm cách. Luôn tìm cách gì ạ? Giúp đỡ người đối diện ta, giúp đỡ đối tác của chúng ta. Bất kỳ ai gặp ta, ai nói chuyện với ta, họ luôn luôn có một cái vấn đề gì đó, họ luôn luôn có một cái gút mắt gì đó chưa được tháo gỡ, họ luôn khát khao tìm kiếm một cái kiến thức, một cái thông tin gì đó. Và bạn là người có cái kiến thức, có kinh nghiệm đó, thì bạn sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ họ ngay cái lần đầu tiên, ngay cái lần thứ hai bạn gặp họ liền. Bởi vì sao ạ? Bởi vì như vậy người ta sẽ rất là quý bạn, người sẽ rất là trân trọng bạn. Người sẽ rất là quý và trân trọng bạn vô cùng. Các bạn có thì các bạn không có được ép vào group đâu, các bạn cứ báo cho mình biết và như thế nào và cái đường link sẽ được gửi cho các bạn, và nhiệm vụ của bạn phải trả lời. Còn các bạn không trả lời thì các bạn không được vào group đâu, mình báo cho các bạn biết. Bởi vì các em nó làm việc, nó không biết ai có sách hay ai không có sách. Ai mà trả lời được những câu hỏi thì nó cho vào group, ai không trả lời được thì nghĩa là không có sách. Các em nó chỉ làm việc nó như vậy thôi. Chúng ta lại tiếp tục. Vậy thì luôn giúp đỡ, cái điều thứ 6 là chúng ta luôn giúp đỡ, luôn tìm cách tháo gỡ khó khăn, luôn tìm cách hiểu được cái vấn đề của người bên cạnh mà chúng ta gì trao cái giá trị của chúng ta cho họ. Cảm ơn bạn hồi Nguyễn Văn. Ok chưa? Luôn ra đó là cái cách mà rất là dễ dàng để chúng ta tiếp cận với cái người đối diện của mình. Đó là cái cách mà những người đối diện của mình họ rất là nhanh chóng, họ quý mến mình, bởi vì họ thấy rằng xây dựng mối quan hệ với mình rất có giá trị. Xây dựng mối quan hệ của mình, họ học hỏi được nhiều điều, và xây dựng mối quan hệ của mình giúp cho họ như thế nào giúp cho họ lớn lên, giúp cho họ trưởng thành hơn, giúp cho họ học được nhiều điều phù hợp hơn. Đó là cái điều thứ 6 và mình chia sẻ cho các bạn. Ok chưa? Và bây giờ là điều thứ 7. Các bạn sẵn sàng vào điều thứ 7 chưa? Điều thứ 7 là chúng ta hãy tiếp cận với khách hàng ở cái thời điểm hợp lý. Hãy nói chuyện với khách hàng ở thời điểm hợp lý. Chứ không phải là chúng ta cứ khăng khăng cái chuyện của chúng ta. Nhiều người cái khả năng nói chuyện rất là giỏi, khả năng tiếp cận vấn đề rất là giỏi, nhưng mà họ rất là khăng khăng. Họ cứ biết cho họ mà. Mình ví dụ có một bạn, bạn rất là nhiệt tình, bạn rất là nhiệt tâm, bạn rất là nhiệt huyết. Cái tình cảm của bạn thì mình biết, và bạn đọc cái quyển sách của mình và bạn chạy lên trên bi của mình luôn. Lúc đó mình đang đứng lớp và bạn đang đứng ở ngoài, bạn phải chờ bạn gặp cho mình bằng được. Mình nói bạn đi về đi, sắp tới cái phiên học bạn thì bạn gặp mình.
Mình đang đứng lớp mà, đang có 80 con người trong lớp mà, làm sao bỏ 80 con người ra nói chuyện với một mình bạn được? À, nhưng mà bạn cứ bạn đứng ở ngoài bàn canh hoài. Mình nói bạn hãy dành cái thời gian khi mình rảnh thì bạn tới bạn nói chuyện với mình. Còn cái lúc này là mình đang đứng lớp mà, mình đang đứng tới 80 con người mà làm sao mình bỏ được? Rồi bạn nó chờ mình cho tới lúc mà mình nghỉ trưa, mà mình đứng lớp liên tục từ sáng cho tới lúc 1 giờ trưa mình mơ nghỉ. Bạn đòi đi theo mình ăn trưa luôn. Mình nói là mình làm ơn là mình không có gặp bạn được. Mình chỉ có 1 tiếng để mình nghỉ trưa thôi. À, bạn hãy để cho mình nghỉ trưa, mình ăn cơm một chút xíu. 80 người họ đang học, họ cũng muốn ăn cơm trưa với mình này. Mà mình cũng không thể dành thời gian cho họ được. Bởi vì mình đứng, mình giảng 4 tiếng rồi. Mình cần cái thời gian mình nghỉ ngơi chút xíu. Buổi chiều mình giảng liên tục 4 tiếng nữa. À, mình phải nói đi nói lại, phải giải thích cho bạn nó rất là nhiều. Bạn đó mới đồng ý và bạn mơ về. Các bạn thấy chưa? Mình biết là bạn đó họ rất là nhiệt tâm. Mình biết là họ rất là nhiệt tình. Nhưng họ tiếp cận cái thời gian không hợp lý. À, các bạn chưa, hồi kia mình đi bán nước mắm cộn cũng vậy. Cái thời kia mình khởi nghiệp mình đi bán nước mắm cũng vậy. Khi mà mình vào cái cửa hàng của ai đó, và hồi kia mình hay bỏ mối cho các cái bà mà bán tạp hóa đó, thì khi mà mình vào cái cửa hàng đó và mình thấy mấy bạn đang bận thì mình phải ngồi mình chờ thôi. Mình không có sẵn sàng vô được. Mình ngồi mình chờ, có những người họ bận lâu lắm. Mình ngồi mình chờ cả 2-3 tiếng các bạn. Mình ngồi mình chờ thôi. Cho tới cái lúc mà họ thực sự họ hết việc, lúc đó mình mới vào mình nói chuyện được. À, chúng ta muốn xây dựng quan hệ với người khác thì chúng ta phải chọn cái thời điểm thích hợp để chúng ta tiếp cận. À, không có phải là chúng ta cứ khăng khăng, là chúng ta cứ xắn tay áo vào, chúng ta cứ bận. À, có những bạn cũng vậy, gọi điện thoại cũng vậy, vô là chưa hỏi hết là nói chuyện mà liền là những người đó mình cúp máy liền, bởi vì mình đang bận mà phải hỏi xem người ta có rảnh không, và em muốn trao đổi một chút xíu việc này, anh có thể nói chuyện được với em không? Thì người ta đồng ý rồi thì chúng mình mới nói chuyện được. Người ta nói người ta bận thì thôi, vậy mà cũng ráng mà nói, tức là tiếp cận ở một cái thời điểm và một cái khung cảnh hợp lý. Lúc này không được thì chúng ta phải chờ cái lúc khác. Chúng ta không có thể tiếp cận theo một cái cách là rất là sô bồ nó như vậy được. Không có quan tâm đến khách hàng của mình là ai được. Chúng ta không có thể tiếp cận nó như vậy được. À, nó là người xây dựng mối quan hệ thì chúng ta phải chọn ra được cái đó. Đó là cái điểm thứ gì à? Điểm thứ mấy rồi các bạn ơi? Điểm thứ mấy rồi? Các bạn có nhớ mà, các bạn comment xuống điểm số mấy rồi à? Rồi, bây giờ tiếp theo nữa nè. À, điểm thứ mấy rồi các bạn nào nhớ, các bạn comment xuống cho mình đi. Hay là các bạn xem nãy giờ các bạn quên rồi, các bạn không nhớ tới điểm số mấy rồi. Điểm số mấy rồi các bạn ơi? À, và bây giờ lại tiếp tục này. À, điểm số 8, ok chưa? Điểm số 8 là chúng ta phải thường xuyên đặt câu hỏi đối với khách hàng. Ok, có bạn nói là số 7 là đúng rồi đó. Okay. Chúng ta phải thường xuyên đặt câu hỏi đối với khách hàng. Anh nói chuyện một hồi, đặt câu hỏi là để làm gì? Để thể hiện chúng ta quan tâm tới khách hàng. Cái câu hỏi đó rất là quan trọng, nó thể hiện được cái sự quan tâm với khách hàng. Các bạn phải hỏi họ. À, ví dụ các bạn đang nói chuyện và các bạn hỏi, à hồi nãy em nhớ là anh có đề cập đến vấn đề A đó đúng không? À, và khách hàng nói, à thì đúng rồi. À, và hồi nãy em nhớ là trong cái cuộc nói chuyện anh nói bước A này, bước B, bước C này, có phải vậy không? Tức là chúng ta hãy hỏi khách hàng, hãy hỏi thông tin khách hàng. Và các bạn càng hỏi á thì nó như thế nào ạ? Các bạn càng hỏi, càng nói chuyện hợp lý, càng hỏi vậy thì khách hàng họ rất là thích. Bởi vì sao? Đừng có cái cuộc nói chuyện suông, đừng có nói chuyện không mà không chịu hỏi. Nói qua, nói lại là điều tuyệt vời. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hỏi bản thân mình. Bạn nào mà nói chuyện với mình là mình hỏi cho các bạn lắm. Thường thường là các bạn đi tham dự lớp 3 tiếng đồng hồ mà bạn nào ở lại nói chuyện với mình á, các bạn thấy mình có hay hỏi các bạn không? Mình hỏi các bạn dữ lắm. Các bạn hỏi là, à hiện tại em đang làm gì, em ở quận mấy, em đi học ở đây, em đi học với ai? Bạn nói là bạn làm kế toán, thì mình nói, à em làm kế toán này đã được bao nhiêu lâu rồi, trong cái em có khó khăn gì trong việc làm kế toán hay không? Các bạn thấy bạn nào mà nói chuyện với mình là mình hỏi các bạn dữ lắm. À, và khi bạn hỏi như vậy á thì khách hàng mới thấy rằng là, à thực sự là bạn quan tâm đến khách hàng. Thực sự là bạn đang có nhu cầu tìm hiểu những cái thông tin về khách hàng. À, thực sự là bạn muốn hiểu sâu hơn về khách hàng.
Và trong bán hàng cũng vậy, nếu các bạn mà không đặt câu hỏi cho khách hàng thì phần lớn là khách hàng cảm giác rằng bạn không có quan tâm. Bạn phải hỏi được khách hàng, nếu mà bạn bán về dược phẩm thì bạn phải hỏi khách hàng là cô bệnh này lâu chưa, cô đi chữa trị nhiều chưa, cô đi chữa trị nhiều nơi chưa, cái lần gần nhất mà cô gặp vấn đề này là khi nào. Các bạn phải cho liên tục những cái câu hỏi. Một số các bạn mà gặp mình và các bạn giới thiệu các bạn là kinh doanh liền lập tức hỏi là bạn kinh doanh về lĩnh vực gì, cái lĩnh vực này bạn kinh doanh lâu chưa, hồi cái câu chuyện gì, cái nguyên cớ gì mà bạn lại chọn cái con đường làm kinh doanh như vậy, bạn kinh doanh cái sản phẩm này thì từ đó cái gì, điều gì làm cho bạn thấy tốt nhất. Mình liên tục, mình thường xuyên, mình có hàng loạt những cái câu hỏi đối với khách hàng. Muốn xây dựng quan hệ đối với người khác thì các bạn cần có những câu hỏi rất là tuyệt vời, rất là thông minh. Nó tạo ra một cái sự sức mạnh liên kết rất là tuyệt vời. Nó là cái thứ 8 là chúng ta cần phải có cho mình những cái câu hỏi. Phải liên tục nói như vậy. Rồi, bây giờ cái thứ 9, các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ cái thứ 9 chưa? Cái thứ 9 là chúng ta luôn gì à? Các bạn luôn gì à? Luôn để lại những cái thông điệp tuyệt vời cho khách hàng. Chúng ta phải luôn có những cái thông điệp tuyệt vời cho khách hàng. Tức là cái thông điệp nó như nào, nghĩa là trong cái cuộc nói chuyện đó nó phải làm cho người ta kết được, nó làm cho người ta kết được bạn, nó làm cho người ta nhớ được bạn. Nên là cái đó gọi là cái thông điệp. Các bạn luôn phải thu hút, nó rất là ấn tượng, làm cho khách hàng họ quý bạn, họ nhớ bạn. Ví dụ như là sau cái cuộc nói chuyện chuẩn bị chia tay thì các bạn nói là rất là vui, em rất là vui cái cuộc nói chuyện hôm nay, chúng ta gặp nhau và nói chuyện với anh, em học được bài học thứ nhất, bài học thứ hai, bài học được thứ ba và em ghi nhớ nó. Các bạn nói nhung ra điều này, khi mà các bạn nói được như vậy thì khách hàng nó rất là tuyệt vời. Hoặc là cái cuộc nói chuyện hôm nay nó rất là thú vị, và em học được một điều ở anh là, các bạn nhận ra điều này không ạ? Đó, nó khi mà cái cuộc nói chuyện nó kết thì nó làm cho khách hàng như thế nào ạ? Họ nhớ bạn, họ thấy rằng nói chuyện với một người này nó rất là thú vị. Đó là trong cái cuộc nói chuyện, nên là cái bạn nào gặp mình á, cái cách mình nói chuyện mình cũng hay nhớ vậy. Mình nói hồi nãy giờ nói chuyện em thấy em đặc biệt lắm á. Em có những cái hay. Còn có những bạn nào nói chuyện của mình mà bạn hay bị lấp, bạn hay mất là tự tin, hoặc là có những bạn mình bắt tay với mình mà cái tay của bạn nó lạnh quá thì mình cũng dừng lại mà nói hình như là cái tay của em nó hơi lạnh, hình như là cái sức khỏe em nó có vấn đề gì không à, tại sao cái tay em nó lạnh như vậy nhỉ? Các bạn, hoặc là có những bạn mà cái tay mồ hôi thì cũng cái cơ sở đó để mình nói nó luôn, bởi vì mình hiểu ra những cái nguyên lý đó. Mình nói được tóm lại là mình thể hiện cái sự quan tâm, mình thể hiện một cái bài học đối với họ, mình thể hiện được một cái thông điệp, một cái câu chốt nó rất là thu hút và khách hàng họ sẽ nhớ đến chúng ta. Các bạn nhớ vậy, nó là kết của một cuộc nói chuyện là chúng ta phải có một cái gì đó để chúng ta kết lại, để cho khách hàng họ rất là thu hút, người quen chúng ta họ rất là thu hút, họ rất là thích. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nó là chúng ta hãy chốt lại, hãy nhớ là chốt lại, có là cái điều thứ 9. Nãy giờ mình nói tới điều thứ 9 rồi đúng không? Vậy bây giờ tới điều thứ 10. Bạn nào mua sách của mình thì các bạn cứ comment số điện thoại xuống nhé. Các bạn cứ nào mua sách này. Cái điều thứ 10 là cái điều hãy giữ liên lạc, hãy giữ liên lạc đối với khách hàng. Hãy giữ liên lạc với khách hàng. Ghi đi. Có rất là nhiều bạn sau cái cuộc gặp sau đó là không có giữ liên lạc đối với khách hàng. Bản thân mình gặp các bạn là mình hay xin Facebook liền. Để gì? Để chúng ta có cơ hội giữ liên lạc với nhau. Hoặc là các bạn thấy không các bạn mà đi học lớp 3 tiếng đồng hồ mà các bạn nào mà xin lên chụp hình với mình thì mình hay như thế nào Mình hay nói rằng là mình lấy cái máy hình của mình và mình chụp cho các bạn luôn. Mình nhờ các bạn khác chụp và mình nói với các bạn rằng là về nhà các bạn cứ inbox Facebook của mình sẽ gửi tấm hình qua. Mục tiêu là gì mục tiêu là mình muốn giữ liên lạc đối với tất cả các bạn đó. Vì nếu mà
Nếu mà như thế nào ạ? Nếu mà giữ, nếu mà để cho các bạn đó, để cho các bạn đó bạn tự chụp hình, bạn tự chụp hình từ cái máy của bạn, thì bạn về bạn giữ luôn, bạn giữ cái tấm hình luôn, hầu như là bạn không có liên lạc với mình. Và tại vì mình cũng đâu có biết Facebook của bạn đó đâu, nên là chúng ta không có cơ hội để kết nối với nhau. Nên là các bạn thấy là các bạn nào mà học với mình á, là các bạn lên xin chụp hình với mình á, là mình luôn nói như thế nào mình luôn nhờ ai đó lấy máy hình của mình, chính máy hình của mình chụp. Và mình nói là khi về nhà mà các em muốn lấy cái tấm hình này thì các bạn cứ inbox cho mình, và các bạn nói là thông qua đó cái mình giữ liên lạc với các bạn, mình tương tác với bạn, mình gửi hình cho bạn, mình hỏi các bạn ABC. Nên là chúng ta phải luôn giữ liên lạc với khách này thì cái mối tình thân, cái mối quan hệ nó mới càng ngày nó mới là càng tăng lên cao được. Các bạn biết là cái mối quan hệ chúng ta phải xây dựng và chúng ta nuôi dưỡng nó từng ngày rồi nó mới lớn lên được. Không có cái mối quan hệ nào tự nhiên nó lớn lên được hết. Nên là hồi nãy giờ mình chia sẻ các bạn mấy điều rồi, các bạn mấy điều rồi, 10 điều rồi đúng không ạ? 10 điều rồi, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem 10 điều này. Các bạn có muốn mình bonus cho bạn điều thứ 11 không ạ? Hoặc là điều thứ 12 mà, điều thứ 13 mà các bạn có muốn nếu các bạn muốn thì các bạn comment xuống và các bạn nói muốn. Và nếu mà các bạn nói muốn rồi thì ngày mai mình đứng lớp 2 ngày từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối với cái lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 150. Cái lớp ngày mai là có khoảng 80 bạn tham gia, có rất là nhiều bạn từ các cái tỉnh về học. Các bạn nào chọn cái đường làm chủ doanh nghiệp thì các bạn hãy nên dành thời gian đi học cái khóa này, và các bạn sẽ nhận ra rất là nhiều điều. Mình sẽ chỉ cho những cái kinh nghiệm, những cái thực tế chúng ta ra làm chủ nó như thế nào. Nếu bạn nào mà ra làm chủ mà thất bại nhiều lần thì đây là cái lớp mà các bạn cần học. Bạn nào ra làm chủ mà hoài mà nó không phát triển thì cái lớp các bạn cần học. Còn bạn nào mà chuẩn bị ra làm kinh doanh thì các bạn hãy học cái lớp này để bạn đỡ phải trả giá. Các bạn phải đỡ phải trả giá. Và bạn nào mà muốn học cái lớp miễn phí thì thứ năm tuần sau có cái lớp 3 tiếng đồng hồ miễn phí. Bạn nào ở xa quá không đi học được thì các bạn hãy mua sách của mình. Các bạn hãy comment xuống và mua sách của mình. Sách sẽ được giao đến nhà các bạn. Và các bạn, mình sẽ bonus cho bạn cái điều thứ 11. Cái điều thứ 11 các bạn ghi các bạn. Cái điều thứ 11 là khi các bạn giao tiếp với gì với nữ giới. Với nữ giới thì các bạn hãy giữ một cái chừng mực, đặc biệt là chúng ta là cái người lần đầu tiên gặp nhau. Các bạn đừng có quá năng nổ, đừng có quá nhiệt tình mà người ta sẽ hiểu lầm, đặc biệt là cái người nữ đó họ đang đi với một người nam. Người đó có thể là bạn họ, có thể là người yêu của họ, hoặc là có thể gì có thể là chồng họ. Thì chúng ta, nếu chúng ta xây dựng mối quan hệ với nữ giới thì chúng ta phải gì chúng ta phải giữ được một cái chừng mực vừa phải. Đừng có quá nhiệt tình, đừng có quá gần gũi, và đừng có gì đừng có bắt tay của người ta mà giữ lâu quá. Nó là nếu mà đối tượng là những nữ giới thì chúng ta phải giữ một cái chừng mực nó rất là, và chúng ta cũng không được đứng quá gần, nói chuyện ở được một cái khoảng cách nó rất là vừa phải, đừng có đụng tay đụng chân của người ta. Nếu chúng ta các bạn nhận ra điều này này, cho chúng ta không có được làm những cái việc nó vậy. Đó là đối với nữ giới chúng ta phải lưu ý. Có nhiều bạn gặp nữ giới thì các bạn phải bắt tay nhiều quá rồi các bạn gây ra ấn tượng nhiều quá thì điều cái điều đó là chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Điều thứ 12 mà các bạn cần phải suy nghĩ đó là chúng ta cần có cái sự đánh giá. Chúng ta cần có cái sự đánh giá. Đánh giá sau mỗi gì sau mỗi lần gặp. Các bạn tự đánh giá xem rằng thì khi mà chúng ta làm như vậy thì cái khả năng chúng ta nó càng ngày nó càng phát triển hơn. Các bạn đồng ý ra điều này mà, nó càng ngày nó sẽ càng phát triển hơn. Đó là chúng ta cần có sự đánh giá lại, cái cuộc gặp hôm nay có cái điều gì và mình làm thực sự chưa tốt và mình cải thiện lại thì mình sẽ làm tốt hơn. Hãy đánh giá lại cái cuộc gặp hôm nay, mình đã nói được những cái điều gì, mình đã nói được những cái điều gì, và những cái điều gì mà mình muốn nói nhưng mà lại mình quên mất, mình không có nói. Và cái cuộc gặp hôm nay
cái người đối tác của chúng ta đó, họ có cái cách giao tiếp như thế nào, nó có hay không, và chúng ta cần học được gì họ không. Nên là cái đánh giá sau mỗi lần gặp đó nó vô cùng lợi hại, nó giúp cho chúng ta lớn lên, trưởng thành lên rất là nhiều. Và bạn cứ làm đúng như vậy với mình đi, bạn làm đúng như vậy với mình đi, thì các bạn sẽ phát triển rất là nhanh trong cái việc xây dựng mối quan hệ. Bạn phải phát triển rất là nhanh đó. Các bạn có muốn mình muốn đó đâu mà. Điều thứ 13 là chúng ta cần có một cái thói quen là lập một cái kế hoạch rất là nhanh trên giấy. Khi mà chúng ta làm việc với khách hàng đó, là chúng ta cần lập kế hoạch rất là nhanh để tính toán ra được, chứ đừng có để mà lâu quá. Nên là ngay từ đầu mình đã nói các bạn là nên có cái quyển sổ và cái cây viết, đúng không ạ? Để chúng ta cần gì là chúng ta như thế này, chúng ta lập kế hoạch rất là nhanh. Chúng ta hãy nhanh chóng lập kế hoạch nhanh liền, tính toán ra được cái con số, các thông số, và chúng ta trao những cái thông tin đó, nói chuyện cái thông tin đó cho khách hàng biết. Chứ đừng có chứ nói cái gì là để em suy nghĩ đã, để về nhà em tính toán lại. Thì đồng ý là về nhà tính toán lại là mình hiểu cái việc đó. Tuy nhiên cần phải có được một cái bức tranh, một cái bao quát cho cái cuộc nói chuyện đó, chứ không có phải là cái gì cũng hẹn về nhà hết. Về nhà mới ngồi tính toán được, đó là cần phải có một cái kế hoạch tính nhanh, lập kế hoạch nhanh, tính nhanh ở trên giấy. Ok chưa các bạn ơi? Vậy là hồi nãy giờ mình đã chia sẻ cho các bạn cũng khá nhiều rồi đúng không? Rất là nhiều rồi. Nói 10 cái mà bây giờ nói tới 13 cái rồi. Rất là nhiều rồi. Cảm ơn các bạn, bởi vì ngày mai mình đứng lớp cả ngày nữa. Mình đứng lớp 2 ngày liên tục. Cảm ơn các bạn. Các bạn đã xem cái chương trình này, bạn nào mà biết mình thì tuyệt vời. Các bạn nhắc nhớ thêm, bạn nào chưa biết mình thì các bạn comment xuống số 1 để mình biết. Bạn nào chưa có sách của mình thì các bạn hãy inbox số điện thoại để các bạn mua hai cái quyển sách này 210.000, và cái quyển sách này sẽ gửi đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và các bạn đều sẽ được add vào một cái group. Cái group đó là những người làm kinh doanh, toàn là những người làm kinh doanh. Những cái bài viết, những live stream mình sẽ chia sẻ trong cái group đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc bạn buổi tối thứ 6 ngủ rất là ngon. Bye bye các bạn. Mình sẽ live stream của bạn vào tuần sau tiếp nhé. Bye bye.